Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ có một cái video về cái việc là kích hoa và kích kỳ nó như thế nào. Thì bình thường em hay dùng bằng khoan. Khoan này nó tận là 4 đầu khác nhau cơ. Đấy, như cái này là 2 đầu này, to nhỏ các lỗ của nó. Đây là nó có các lỗ to lỗ nhỏ đấy. Thấy không ạ? Đây là lỗ to lỗ nhỏ này. Thì lỗ to lỗ nhỏ này thì nó dùng để cho mà mình lắp cái mũi khoan ấy. Đấy, như cái này to này thì mình sẽ lắp cái khoan to nhất. Cái này tận 8 mũi khoan cơ. Có nghĩa là nó tận 8 cái mũi. Thì mình có thể lắp tùy thích. Lắp sao mà mình cảm thấy mà mình cần dùng cái nào thì mình lắp cái đó. Còn nếu không thì mình cứ ấy. Thì khi mà cái mũi khoan như thế này thì anh chị lắp vào đây. Hai đầu mà anh chị tháo cả hai đầu ra thì anh chị lắp vào thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Còn việc mà mình lắp cái mũi ấy, thì nó phụ thuộc vào cái việc là anh chị thích lắp cái mũi nào. Và cái việc mà mình cho nhiều thuốc ít thuốc ấy, thì nó là như vậy. Thì cái mũi này của nó thì khi mà cho cái mũi khoan vào rồi ấy, thì anh chị thấy là gần như không thấy đâu đúng không ạ? Đây, không nhìn thấy đâu cả. Nhưng mà tí nữa khi mà mình lắp cái này vào thì mình muốn nó dài ra hay là thó ra thụt vào bao nhiêu ấy, thì đây, thì nó sẽ rất là dễ. Đây, mũi khoan đây. Thì em hay dùng cái mũi khoan bởi vì là cái mũi khoan ấy khi mà anh chị muốn nó sâu vào thân bao nhiêu. Ví dụ như này nhá, chơi cái thân này, chơi cái thân này là nó to khoảng tầm độ bao nhiêu thì mình muốn cho một nửa hay là cho cả, thì mình để một tí này thôi, xong mình vặn chặt vào. Mình vặn chặt vào để cho nó khi mà mình khoan ấy thì mình không bị khoan quá. Có nghĩa là mình không bị đâm sâu quá vào thân. Và nó không bị kiểu là sâu quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là mình cho nhiều thuốc quá, hoặc là nó nát thân, hoặc là một số cái trường hợp khác. Thì trường hợp nào thì mỗi anh chị có thể tự dùng thử nghiệm. Đây, như em cho tầm này. Bởi vì cái thân ở đây, khi khoan hết thân thì nó cũng chỉ vào được tầm một nửa đến một nửa giá thôi. Thì khi mà đã dùng như này rồi thì anh chị sẽ khoan thân nó, khoan nhẹ. Thì cái đầu này thì mình giữ đầu, giữ đầu đầu này thì nó xoay. Đấy, cắm vào đây để xoay, cắm vào lòng bàn tay để xoay này thì nó rất là đơn giản thôi, rất là dễ anh chị nhá, rất dễ. Quan trọng là cái mình mua cái mũi khoan này để mà mình có thể cữ được nó. Khi mà mình muốn cắm sâu bao nhiêu thì mình sẽ đo, xong mình sẽ làm cữ như thế này thì mình sẽ biết được rằng là cái cây của mình sẽ sâu bao nhiêu. Thì xong rồi dùng Kibro. Kibro thì em hay dùng Kibro, nhưng anh chị có thể dùng Kizui hoặc là Kibro tùy. Những cái chai Kibro như này là cái chai và cái vỏ như này ấy, thì cái chai này là cái chai chiết xuất tại Việt Nam chứ không phải nhập khẩu Mỹ đâu anh chị nhé. Chai chiết xuất tại Việt Nam, và cái chai này thì như bọn em đang bán là 450 một chai. Cái này thì nó là Kibro và chiết xuất do em tự chiết xuất chứ chả phải là nhập Mỹ biết gì cả. Có nghĩa là nhập Mỹ, nhưng mà nhập Mỹ là nhập chai nó như kiểu là chai Super Thai anh chị xem ấy, thì là một sẽ nhập chai gần 4 lít hoặc là chai gần 1 lít. Đấy là em hay dùng những loại đó, ví dụ như bộ GoBot hoặc là những cái dòng Bio hay là dòng General Oric ấy. Thì nó em dùng chuyên cho hàng đột biến thì nó như vậy. Thì hôm nay kích kỳ, kích đầu ngọn hay là kích thân thì em sẽ nói sơ qua để anh chị cùng hiểu và cùng làm. Ví dụ như kích đầu ngọn chẳng hạn này, kích đầu ngọn này anh chị thường xé ra như này, làm sao để cho nó hở cái mắt ở trong ra và đổ Kibro vào là xong. Bên này nếu mà thích thì mình xé ra mình làm thế. Thì đây chị em làm xé, tự xé ở một bên, xé cái lá đỉnh ra để cho mình giỏ Kibro vào đầu đỉnh thôi, thì cả thân thì nó không nhìn thấy gì. Đấy, cái làm đầu đỉnh nó chỉ có vậy thôi. Làm đầu đỉnh thì như hôm nay là trời nắng thì em sẽ làm em sẽ thử nghiệm cái này luôn, giỏ Kibro vào khoảng 1-2 giọt tùy. Nếu như một giọt mà nó đầy rồi, giọt to ấy, nó đầy rồi thì thôi, đại loại làm là cho nó một lớp Kibro ở trên là được, và để cho nó ngấm vào. Thì cái việc mà đơn giản có nghĩa là anh chị tạo cái vết này này, tạo cái vết xước này, rách ra này, để cho cái gì, để cho cái Kibro nó ngấm vào cái lá này, ngấm vào cái đầu đỉnh này, ngấm vào cái lá. Đấy, thì cái kỳ thì như em thì em có rất là nhiều, em cũng làm nhiều kiểu rồi. Ví dụ như đầu ngọn này mình có thể làm như này này, xé nó ra. Về cơ bản là để cho nó xước cái da của nó ra, để cho nó thuốc nó ngấm vào. Hoặc là với cả để cho nó ăn lên trên mắt của nó thì nó sẽ dễ ra. Cái thời tiết thì nên chọn một thời tiết là khô ráo, nắng thì càng tốt nhưng mà cứ khô ráo. Và khi mà mình sử dụng thuốc thì xong thì mình cũng để khô ráo luôn khoảng 2-3 hôm luôn, thì tỷ lệ ra hoa cao hơn. Còn về sau thì mình nên cắt nước, thì chung cứ cắt nước nhiều. Có nghĩa là khoảng từ 3 đến 5 ngày, có thể là một tuần, tùy giá thể. Như em mà dùng vỏ thông ấy thì em sẽ chọn là khoảng tầm 5 đến 7 ngày em tưới một lần. Vỏ thông với một tí rêu ấy như này thì nó vẫn rất là ẩm này.
đã tưới là tưới thật đẫm luôn để cho nó không bị dở dở ẩm được không ấy, có nghĩa là tưới rất đẫm như kiểu là anh chị ngâm vào thông trong vòng một ngày ấy. Có nghĩa là tưới để cho nó thông giá thể chảy liên tục, đã tưới là tưới như vậy luôn, còn không thì không tưới để khô. Thì đây thì có thể là nó sẽ lên hoa hoặc lên kỳ hoặc là dài ngọn tiếp, nối ngọn. Thì có nghĩa là ví dụ như anh chị mà kích sớm ấy, kích từ tháng trước ấy, thì cái tỷ lệ nó nối ngọn hoặc là nó ra kỳ cao hơn. Nhưng còn tầm này thì anh chị kích thì cái tỷ lệ ra hoa thì nó sẽ tầm 15 ngày hoặc 1 tháng sau nó mới nhú lên mà. Thì sang năm thì nó là đầu xuân rồi. Thì anh chị có thể làm từ cái dịp tháng 12 âm lịch đến tầm khoảng tháng 7 âm lịch năm sau. Thời gian mà chúng ta làm cái việc kích kỳ, kích kỳ cái hoa. Còn ví dụ như làm tháng trước ấy, thì nó hơi sớm quá. Bởi vì nó sẽ, một là nó sẽ ngủ không lên, hoặc là nó có lên thì nó sẽ lên kỳ và nó sẽ lên kiểu nhỡ mùa ấy. Chứ em lên kia lên hoa không quan trọng, lên nó sẽ bị nhỡ mùa. Nhưng còn theo em biết thì như em hay làm ấy, thì liều lượng mạnh thì nó sẽ ra hoa nhiều hơn, còn liều lượng mà nhẹ thì nó sẽ hay ra kỳ. Đấy là kinh nghiệm riêng của em. Và muốn ra hoa thì là cắt nước và để nhiều ánh sáng, còn muốn ra kỳ nhiều thì cứ để mát và tưới thật nhiều nước. Đấy, thì đây là một cái kiểu là ở đầu ngọn. Đấy, thứ hai là chúng ta có thể dùng khoan. Dùng khoan như này. Dùng khoan này thì nãy em đo đấy, xong rồi để khoan vào đây. Như nãy em đo cái thân bên này thì em khoan vào đây. Nhưng em khoan cũng được, có nghĩa là cái này, cái khoan này thì em nói là nó có 4 đầu to nhỏ và 8 cái mũi khoan cơ. Thế nên anh chị có thể mua cái khoan này rất là hay. Và anh chị làm cứ nó thì anh chị đâm nó không bị quá. Có nghĩa khi mà mình kích ấy, mình muốn cho nó thân nhỏ thì mình làm ngắn thôi, thân to thì mình làm cái này dài ra, cứ dài ra. Thì có nghĩa là khi mình đâm kịch vào ấy thì nó cũng không bị nát hoặc là không bị quá tay, thì nó không bục sang bên kia. Đấy là một điều rất quan trọng. Kibro thì em hay dùng, anh chị có thể dùng kibro xanh, kibro đỏ đều được. Nhưng em làm hoa thì em hay làm kibro. Với những cái kibro thì em chọn rút ra bằng mỗi lần là sẽ là một cái xi lanh mới hoặc là mũi kim mới. Em hay dùng kim to bởi vì kim to em sẽ làm vài cây luôn. Anh chị dùng kim nhỏ thì có thể là mua từng cái xi lanh, nó rất là rẻ. Một cái bộ xi lanh cả mũi nó nhỏ như này này. Đấy, cái mũi kim nó nhỏ này thì là mình có thể là ấy được. Nhưng mà cái mũi nhỏ này nó hay bị tắc anh chị ạ. Cứ mua một cái xi lanh và nhiều cái mũi khoan, mũi kim này. Thì khi mà mỗi lần anh chị dùng một cái xong là bỏ luôn, tránh trường hợp là nó bị mất vệ sinh. Hoặc nếu như anh chị giữ lại thì nên sát trùng phi san. Phi san là thứ mà em hay sát trùng nhất. Phi san Mỹ là một cái loại sát trùng rất là tốt và em hay dùng. Thì khi mà dùng khoan, để khoan vào đây, khi mà dùng khoan, khoan vào đây thì mấu chốt việc chúng ta khoan vào để cho nó là ăn được, ngấm nhiều thuốc hơn. Thì mình khoan lỗ to hơn hoặc là bằng cái mũi khoan to hơn. Mũi khoan thì tùy. Đấy, anh chị có thể có rất là nhiều mũi khoan to nhỏ, anh chị tùy dùng cái nào cũng được. Em thì có thể là khoan để cho nó ra hoa thôi. Còn nếu như em muốn kích kỳ thì em hay cạo kiểu này. Đây này, mấu chốt của chúng ta là cạo nó ra để cho nó có vết thương. Có vết thương để anh chị bôi kỳ vào đây, bôi thuốc kích kỳ vào đây. Bôi kỳ xanh hay kỳ duy đỏ được, bôi vào đây. Nhưng mỗi lần bôi thì nên nhớ là dù thuốc kích kỳ, kỳ pro hay kích kỳ duy thì anh chị đều bôi đổ nó ra một cái nắp, ví dụ như cái này nhá. Hoặc là dùng xi lanh mới hút ra, hút xong là xong thừa là bỏ luôn, không được đổ lại vào đây, nếu không nó sẽ nhiễm khuẩn. Nó sẽ nhiễm khuẩn và hỏng hết cả cái lọ Kibro hay là lọ kích kỳ của mình luôn, lọ thuốc kích của mình luôn. Thế nên là chỉ dùng mũi xi lanh rút ra xong là mình là phải bỏ mũi xi lanh đi, nếu không phải sát trùng phi san. Phi san thì nó sẽ rất là tốt, phi san Mỹ là em dùng thấy rất hiệu quả. Cái đấy là chỉ để sát khuẩn thôi, nó rất là tốt. Anh chị bôi trực tiếp lên cái vết này. Đấy, bôi trực tiếp lên vết này thì khi mà cái nó bị cháy lá này đi ấy, thì nó nhìn thân nó vẫn đẹp. Chứ còn khi mà anh chị khoan ấy, thì nhìn nó sẽ xấu hơn. Nhưng anh chị muốn kích hoa thì nên khoan. Còn anh chị muốn kích kỳ thì nên bôi như này. Cạo nó ra, cạo một tí vỏ nó ra là nó sẽ xước như này. Xước như này. Đấy, xong là mình sẽ bôi thuốc kích kỳ vào, có thể Kibro hay cái gì đều được. Bôi có nghĩa là muốn kích kỳ thì là nên cạo như này, thì thứ nhất là nhìn nó đẹp. Cái thứ hai là cái tỷ lệ ra kỳ nó cao hơn. Còn nếu như mà cạo này mà nó còn muốn có nghĩa là cái tỷ lệ hoa cao hơn nhá. Chứ có nghĩa là tỷ lệ kỳ cao hơn. Cạo thế này thì tỷ lệ kỳ cao hơn. Nhưng mà cái tỷ lệ hoa thì nó vẫn có chứ không phải là không có. Nhưng cạo cái này ấy, thì nó trông nó đẹp và nó tỷ lệ nó cao hơn ấy, kỳ cao hơn. Còn anh chị mà muốn hoa thì hãy mua cái khoan này. Mua khoan này thì nó có 2 đầu và 80 mũi kim. Nó có 4 đầu và 8 mũi kim đủ chúng ta khoan tất cả các loại kích cỡ, thân lá to nhỏ. Thì đấy là một cái mà em hay dùng kích kỳ, kể cả đầu ngọn. Đầu ngọn là chỉ cần xé để cho nó có vết thương
và đổ cái thuốc Kipro giọt nhỏ thì làm sao để cho nó phủ kín cái bề mặt là được, phủ kín cái bề mặt của cái ngọn này là được. Còn kích kỳ thì nên bôi như này, cạo này xong bôi. Hoặc là khoan, khoan thì anh nó tỷ lệ nó nhiều thuốc hơn thì nó sẽ hoa nhiều hơn. Còn cạo này thì lên kỳ nhiều lắm. Đấy. Thì là kích kỳ hay kích hoài thì anh chị cũng đều dùng bằng cái loại kỳ, kích kỳ này, kỳ pro, kỳ xanh, kỳ đỏ đều được. Còn thứ hai là em muốn nói đến cái vấn đề là kích kỳ khi mà đã cắt ra. Kích kỳ mà khi đã cắt ra, đấy ví dụ như cái thân này là em cắt ra, cắt ra một lúc là nó sẽ se khô như này. Se khô như này. Se khô như này thì anh chị theo như em hay làm ấy thì em hay cắt ra để nó sẽ khô như này. Khô như này thì anh chị muốn mà nó lên kỳ ấy, mà kiểu dạng mình kích như này ấy, thì chấm luôn cái đầu cắt này, chấm cái đầu cắt này vào cái lọ này, vào cái thuốc này chứ không phải cái lọ này, rút ra. Có nghĩa là anh chị dùng xi lanh mới nhá, hoặc là sự phải sát khuẩn bằng phi san, sát khuẩn cho sạch khuẩn bằng phi san ấy thì em thấy rất tốt. Rút này ra cho vào một cái nắp nhỏ. Khi mà anh chị cắt ra, cắt như này này, xong lại xong là anh chị sẽ chấm cái đầu cắt này vào cái thuốc đó là ok. Nhưng nhớ là để cho nó khô hẳn vết thương ấy thì hãy chấm. Còn những cái mà ướt ấy thì cái tỷ lệ mà mình nếu như cái vết cắt này của mình mà khô nhá thì mình chấm vào xong là mình có thể để ở chậu được. Còn cái vết cắt này của mình mà ướt ấy. À đâu? Có nghĩa là em xin lỗi, có nghĩa là vết cắt này là khô thì chấm trong cái để luôn ra cái chậu nhân kỳ được, còn vết cắt này mà ướt ấy, thì là chấm vào cái này là mình phải để chỗ ráo để cho nó khô ráo hết thuốc thì mình mới cho ra chậu được. Còn nếu anh chị cắt cái này thì có thể là bôi bằng cái loại các loại rotting. Rotting thì ở đây như em có cái loại này là hàng của Anh này, cái này hàng của Mỹ này, cái này hàng Đài Loan này, hoặc là có thể chấm Takarok này thì nó cũng là một cái tốt. Còn cái này thì nó là kiểu sát khuẩn của Thái Lan. Đấy. Thì rotting, riêng rotting là đã có 3 loại rotting. Đây là ở đây thì em lại không mang cái gói kia và em lại không cái em dùng ấy thì em lại dùng Homeril. Rotting Homeril là rotting của Israel ấy chứ không phải rotting của Anh, của Mỹ hay là của Đài Loan này hay là Takarok này, thì em lại không dùng, em lại dùng bằng rotting của cái thằng Israel thì là nó em hay dùng để nhân kỳ với những cái thằng mà hàng quý này. Còn hàng bình thường thì em hay bôi keo luyện sẹo. Đấy. Còn cái này thì em chấm để cho nó sát trùng. Cái này bởi vì cái này nó là em hay dùng chống thối, chống nấm. Còn da rễ mà khi mà anh chị kích trên thân này nhá, kích trên thân này mà nó chưa da rễ được thì anh chị có thể bôi trực tiếp bằng Atoxic hoặc là Chronic thì nó đều rất là tốt. Hai cái này đều rất tốt. Đấy là với cái thân già mà anh chị kích kỳ. Kích bằng cái thân già này. Đấy. Thì anh chị có thể dùng thêm một biện pháp nhỏ nữa, là một biện pháp em cũng rất là hay dùng, bởi vì những cái thân này là nó rụng hết lá từ trước mà. Những cái thân này ấy, anh chị có thể là pha cái tỷ lệ B1 Đài Loan này thì nó cũng là nguồn gốc của Mỹ này, và Super Thai thì nó là cái rất là tốt. Hai cái này chị pha tỷ lệ như anh chị phun cho cái bọn này này, phun cho cái bọn Hoa Lan bình thường ấy, pha tỷ lệ là như tỷ lệ mình phun cây. Có nghĩa là cái này thì Super Thai thì sẽ là 3 lít, còn B1 thì sẽ là 1,5 lít. Đấy, có nghĩa là 1 ml nhá, mỗi thứ 1 ml ấy, 1 ml 1,5 lít, còn này thì 1 ml 3 lít. Thì là hai cái này thì là nó là hai cái mà ngâm cái thân già này khoảng tầm độ 1 tiếng đến 2 tiếng trở lại. Đại loại là từ 1 tiếng 30 phút đến 2 tiếng, anh chị ngâm tùy thích. Thì ngâm xong rồi cho ra nhân kỳ để cho mát, nó dẫn lên rất là nhanh. Còn tất cả những cái bọn này là em hay dùng sản phẩm khi mà dùng kích kỳ hay kích hoa ấy, thì em có một cái bộ sản phẩm GoBot. Bộ sản phẩm này thì em thấy là nó sử dụng rất tốt, hoặc anh chị có thể mua lẻ từng sản phẩm một. Như ở đây là cái hàng từ bên Mỹ người ta gói về cho em nên vẫn còn kín, em cũng không bóc ra nữa. Thì những cái này này, ví dụ như hai cái này thì câu và Brom này, thì hai cái này anh chị dùng để cho nó ra hoa rất là ok. Cái này thì canxi magie thì nó cũng rất là tốt, giúp cây cứng cây và nó sẽ giúp cho cây vững cứng chắc, và nó sẽ giúp cho cái sự phát triển của nó ổn định hơn vào những cái dịp là cuối mùa. Đấy, còn đây là bia rốt này là cái da rễ, cái này rong biển, cái bia bút này. Cái này với cái này thì hai bút này là Delmarac này thì nó đều dạng như kiểu là để anh chị sử dụng cho cái việc là chúng ta hay nói là chống sốc giết các thứ ấy. Thì đấy,
đại loại là kiểu chống sốc, chống lạnh, chống hạn các thứ, thì dùng hai cái này thì nó cũng là cái rất là tốt. Và cái Marine này thì nó là kiểu dạng rong biển, cái này thì là nó là kiểu dạng đó. Thì hôm nào thì em sẽ làm một cái video để em phân tích riêng về cái sản phẩm này, hoặc là em sẽ phân tích chi tiết từng cái sản phẩm một, ví dụ như từng sản phẩm Bio, Rod hay là Wheat, hay là những cái như là ngoài cái bộ sản phẩm ấy ra thì còn cái bộ sản phẩm General Hydroponic thì nó là một cái ví dụ như AOC, nó là cái rất tốt. Cái đấy là dùng để chống sốc, chống hạn, chống lạnh, vào ví dụ dịp mùa đông thì dùng AOC cực tốt luôn. Thì đấy là một cái mà mọi người nên tham khảo. Thì hôm nào em sẽ dùng riêng một cái video để em phân tích về từng sản phẩm của Mỹ, dùng khi mà anh chị có những cây lan quý thì nên sử dụng những cái sản phẩm này, bởi vì nó rất tốt. Em thấy là nó rất tốt, và nó khi mà mình có một bộ này rồi mình không phải mua một cái gì cả. Tất cả những cái sản phẩm mà mọi người hay nghĩ rằng là dùng nó để là cho những cái cây ví dụ như là chống sốc, chống sốc hay là giải độc rồi đấy, các thứ mà anh chị cứ dùng bằng những cái thuốc mà kiểu tự chế thì nó không phù hợp với tùy từng nhà đâu. Bởi vì là mỗi nhà nó sẽ có một điều kiện khác nhau và cái cách chăm sóc khác nhau. Thế nên ví dụ như nhiều anh chị cứ bảo em dùng B12 hay Hùng Nguyễn hay là B1 các thứ để mọi thứ ABC đi, thì em nghĩ là mọi người nên đọc thật kỹ để tìm hiểu trước. Ví dụ như cái B1 chẳng hạn, thì ví dụ như cái chai B1 này thì em có viết bài rất là chi tiết, kể cả cái bộ Go Out này em viết rất là chi tiết rồi. Từng sản phẩm một nó dùng để làm gì, nên dùng ở thời điểm nào là em cũng viết rất rõ trên website. Và cái ví dụ như cái B1 này, thế rồi cái B1 này sinh ra ấy, để nó như kiểu là mình ngâm những cái sản phẩm, những cái hạt giống để giúp cho cái cây nó nảy mầm và phát triển. Có nghĩa là cái này là giúp để cho nó dồn chất vào một cái hạt giống hoặc là một cái cây nào đó để cho nó nảy mầm được khỏe mạnh hơn, chứ không phải là dùng để phun thường xuyên. Em không bao giờ, em rất ít khi phun bằng B1. B1 là em rất ít khi, nhưng mà tất cả anh chị em nào đa phần này cũng phun B1 là nhiều hơn. Thì em cái sản phẩm B1 này ngâm này rất tốt, anh chị cứ thử ngâm và trải nghiệm, chứ em cũng không biết nói gì hơn. Bởi vì chúng ta nên trải nghiệm nhiều thứ. Thì mọi người có thể tham khảo thêm trên những cái bài viết của em trên cái website Thiên Đường Ngàn Hoa, có những cái sản phẩm GoWatt này hay sản phẩm B1. B1 nó dùng làm gì, hay Superthai dùng chính để làm gì, những thứ nó dùng chính là làm gì. Thì cả Antoxic hay là Chronodex, cái này sản phẩm này dùng ra dễ cực tốt. Cái này là em nhập khẩu nguyên từ Anh luôn, nên là mọi người cũng rất là ok. Kể cả Rotting này cũng vậy. Rotting này là chai này là cũng là chai em nhập nguyên lọ từ bên Anh về. Đấy, hai cái sản phẩm này em thấy rất là tốt. Cái này là nó sản phẩm hữu cơ và nó dùng được cho sản phẩm, có nghĩa là thân thảo. Ví dụ như phi điệp anh chị hay dùng ấy, dùng cái này đó, thân thảo là rất là tốt. Thì ở Anh hay ở Mỹ thì cái sản phẩm nó phân ra, ở nước ngoài ấy, nó phân ra rất là chi tiết. Nhưng em hay dùng thì là dùng cái của thằng Israel ấy. Israel thì là nó cái rotting nó chia ra thì có nghĩa là một cái là thân thảo, một cái là thân gỗ. Thì thân thảo thì em hay dùng bọn này, em hay dùng bọn này là thân thảo. Còn cái thân gỗ thì mình dùng ít hơn. Đấy, có nghĩa là khi mà rotting, khi mà kể cả mình dùng rotting thì mình cũng cần phải tìm hiểu chính xác ra xem nó dùng trong vào cái việc gì, chứ không phải tự nhiên mà mình cứ dùng rotting mà cứ bảo là để cái nọ kia. Thì anh chị nên tìm hiểu thật kỹ cái sản phẩm mà anh chị muốn dùng và tìm hiểu xem chất lượng của nó đến đâu. Thì mọi người có thể tham khảo trên cái website Thiên Đường Ngàn Hoa, hoặc là trên kênh YouTube Thiên Đường Ngàn Hoa, thì website Thiên Đường Ngàn Hoa.com anh chị có thể tham khảo thêm tất cả những sản phẩm của bọn em trên đấy. Bọn em có rất là nhiều sản phẩm và bọn em cũng ghi rất là chi tiết từng sản phẩm một. Thì mọi người có thể tham khảo thêm. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại.